Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của Canfit Gucci. Hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn cách sử dụng cái máy đo xung mini DSO 150 để mình đo xung 32,768 kHz tại vị trí chip nam nha các bạn. Tại vị trí chip nam thì với những cái máy chuyên dụng đo xung thì giá thành nó sẽ rất là cao nha các bạn, vài triệu, cho nên là nó sẽ những một anh em kỹ thuật mới mình không có điều kiện thì mình sẽ sử dụng cái máy DSO 150 này để mình sẽ đo được xung từ 0 đến 200 kHz, rất là dễ dàng nha các bạn, mà cái giá thành nó lại rất là vừa túi tiền với những các anh em mới, các anh em kỹ thuật mới vào nghề nha các bạn. Với giá chỉ vài trăm ngàn nha các bạn, thì anh em mình sẽ sở hữu được một cái máy DSO 150 rất là nhỏ gọn, có thể mình bỏ túi đó, và mình sẽ đem đi xách đi học rất là tiện lợi nha các bạn, kèm theo một cái đồng hồ đó, quạng năng nữa là mình có thể đi học rất là thuận tiện. Còn đối với những cái máy mà đo xung chuyên dụng, mình được đo những cái xung lớn hơn nhưng mà rất là cồng kềnh nha các bạn, đó, rất là cồng kềnh, rất là to, cho nên là di chuyển rất là khó khăn. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái máy DSO 150 này với cái dây đầu dò chuyên dụng là B6020 PNC. Mình sẽ đo cái xung 32,768 kHz tại vị trí chip nam của cái men Toshiba C850. Thì đối với những cái men laptop hay là PC, những cái xung tại vị trí IO, vị trí card sao, vị trí card mạng, card LAN, vị trí 14.3, xung 14.3, thì những cái đồng hồ như là Welin 301, Welin 401 hoặc là Unite UT33 hoặc là UT136 có chức năng đo xung thì mình sẽ đo được những cái vị trí đó nha các bạn. Nhưng đặc biệt ở cái vị trí xung 32,768 tại vị trí chip nam thì những cái đồng hồ đó không thể đo được, bắt buộc mình sẽ sử dụng cái máy đo xung chuyên dụng nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái máy đo xung DSO 150 đó, có cái dây đầu dò chuyên dụng luôn nha các bạn, B6020. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ cắm nguồn. Và mình sẽ cắm cái nguồn của laptop. Bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ đo cho các bạn xem đó, và các bạn tham khảo. Nó rất là dễ dàng khi mà đo cái xung 32,768 kHz nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ cắm nguồn. Đối với cái máy DSO 150 thì nó sẽ sử dụng nguồn DV 9V DC nha các bạn. Nguồn 9V DC. Đó, phía dưới thì nó sẽ có cái công tắc on off. Đó. Ở trên này thì có những cái nút để mình tinh chỉnh nha các bạn, để đo những cái xung khác nhau. Đó, mình có thể tinh chỉnh để đo những cái xung khác nhau. Phía trên nè, có đo nè. AC, DC và mát nha các bạn. Đó, cái dây thì mình ghim vào vị trí này, DSO B6020. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái công tắc lên nha các bạn. Đây. Đó, cái giao diện DSO 150 sẽ xuất hiện. Đó. Rất là nhỏ gọn nha các bạn. Đó, rất là nhỏ gọn. Rất thích hợp để mình mang đi nha các bạn, học tập cũng như là làm việc. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành. Mình sẽ cắm nguồn cái main laptop và mình sẽ đo. Cái đây là cái dây mát nha các bạn. Mình sẽ ghim vào vị trí mát của cái main. Vị trí mát của main là đây.
Đó. Thì mình sẽ đo trên cái main là Toshiba C850, cái mã main là BLF, BLR, CSF, CSR, DCS, MB, Review 2.1. Đây là dòng main cạc rời Toshiba C850 nha các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ cắm nguồn. Mình sẽ cắm nguồn cho anh em nha các bạn. Rồi. Đó, các bạn quan sát là cái main đã có nguồn nha các bạn. Đó. Đó, cái main của mình đã có nguồn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành. Đó, mình sẽ đo. Thì đối với những cái main laptop hoặc là PC, mình không cần kích nguồn nha các bạn. Khi mình cắm nguồn vào. Đó. Cắm nguồn có nguồn điện vào thì vị trí 32768 của chip nam mình có thể đo được. Rồi mình sẽ để gần cái đồng hồ này cho các bạn xem. Đây vị trí này nha các bạn quan sát. Đó. Đó, xung 32768 này nha các bạn. Đó, ok nha. Đó. Các bạn thấy xung 32768 đã xuất hiện. Đó, mình để gần lại cho các bạn xem. Xung 32768. Đó, frequency nè, đó. Đó, mình gỡ ra. Các bạn thấy rất là dễ dàng ha. Tại vì cái máy DSO 150 này có thể đo xung được từ 0 đến 200 kHz nha các bạn. Cho nên là rất là dễ dàng khi mình đo được cái xung. Đây mình sẽ đo lại cho các bạn dễ quan sát nè. Đó, mình sẽ đưa vào. Đó, đây mình sẽ chích vào. Đó, rất là dễ dàng nha các bạn. Đó, 32768. Đó, các bạn thấy là quan sát rất là dễ dàng, 32768 nè. Ok. Các bạn thấy là rất là dễ dàng đối với cái máy mini này nha các bạn. Đó, mình rất là thích cái dòng DSO 150 và sử dụng cái dây đầu dò chuyên dụng là B6020 PNC. Rồi, như vậy là video chia sẻ cách sử dụng máy đo xung mini, máy đo xung bỏ túi DSO 150 để mình đo xung 32768 cho cái main laptop hoặc là main PC tại vị trí chip nam nha các bạn. Đó, mình phải đo là tại vị trí chip nam. Rất là dễ dàng. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.